Xin chào các bạn đến với lại channel của mình Đi Bùi. Uống nước tiếp. Hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề học ngoại ngữ, mà đặc biệt là dành cho những người mà có PR mà họ muốn học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở khu vực Toronto. Nếu mà các bạn nào mà chưa đăng ký nhấn like thì hãy nhấn liền đi nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ kể một câu chuyện của mình là mình đang học tiếng Pháp ở trường Trọc Rau. Nếu mà các bạn nào mà thích học tiếng Pháp thì có thể đăng ký ở trường Trọc Rau học tiếng Pháp. Thì một khóa khoảng 4 tháng, nó tốn khoảng 300 mấy đô. Đó. Thì nó có 8 khóa khác nhau để mà các bạn có thể học, sau đó lấy một cái bằng như là nó tương đương như lại B2 thì phải, B2 không quan trọng nếu mà các bạn muốn học để mà nâng cao kiến thức. Quay lại với chuyện học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, khoảng mấy tháng trước á, mình tìm hiểu được một cái chương trình học tiếng Pháp miễn phí cho người mà có thẻ PR đó. Thì đây chính là câu chuyện của mình. Cái tổ chức này là tổ chức có tên YMCA. Thì tổ chức này nó có ra đời là khoảng như 160 năm rồi. Và đây là một cái tổ chức từ thiện. Nó cung cấp những cái dịch vụ như là giáo dục về sức khỏe cho trẻ em, cho trẻ vị thành niên, người già. Và những dịch vụ về làm việc và dành cho người vô nhập cư. Nói chung là rất nhiều cái dịch vụ rất là có ích khác nhau, các bạn có thể tìm hiểu. Thì để mà có thể được giới thiệu vào trường học tiếng Pháp miễn phí thì trước hết các bạn phải gọi điện đến để các bạn hẹn, sau đó người ta sẽ đặt lịch các bạn đến, bạn kiểm tra cái trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Cái quá trình kiểm tra nó kéo dài từ 1 tiếng rưỡi cho đến 4 tiếng, kiểm tra 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết. Lúc mình kiểm tra tiếng Pháp á, thì mình được trình độ tương đương khoảng B1. Okay. Thì dựa vào trình độ của mình thì cái người mà kiểm tra mình ở đó họ sẽ giới thiệu cho mình đến một cái tổ chức cộng đồng hoặc là một cái trường công nào đó ở trong khu vực Toronto. Thì tùy theo cái trình độ của mình, người ta sẽ giới thiệu cho mình một cái trường phù hợp. Thì mình có thể lựa chọn địa điểm khác nhau. Nếu mà các bạn gần chỗ nào đó thì các bạn nói cho cái người kiểm tra biết là bạn thích cái vị trí nào. Nếu mà người ta có cái vị trí đó thì người ta sẽ giới thiệu. Còn không á thì các bạn phải đợi khi nào mà nó có bị trí trống á thì các bạn vô học. Thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và cái trường hợp này nó không chỉ áp dụng cho người có PR mà nó còn áp dụng cho những người mà sinh ở ngoài Canada nhưng mà quốc tịch Canada, hoặc là những người tị nạn. Đối với những trường hợp khác thì các bạn có thể lên trang web của bạn kiểm tra xem cái trường hợp nào mà phù hợp đối với mình nhất. Ngoài cái chương trình của YMCA ra thì chính phủ Canada còn có những cái tổ chức khác có thể hỗ trợ bạn sau khi mà bạn có PR. Thì mình sẽ để cái link ở phía dưới video để mà các bạn có thể tự mình kiểm tra. Mình chỉ chia sẻ cái trường hợp của YMCA để bởi vì mình đã đi qua cái con đường đó rồi. Và những các bạn nào mà có thẻ PR thì các bạn mà các bạn muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình á thì có thể làm giống như mình. Nó là kiểm tra, sau đó các bạn được học miễn phí luôn, không cần phải đóng tiền gì cả. Và cái đó mà là một điều mà mình thích ở chính phủ Canada, họ luôn luôn tìm cách hỗ trợ cho người dân của mình. Ngoài cái trường hợp này á, bất cứ cái người nào mà sống ở Toronto đều có thể vào thư viện Public Toronto để mà các bạn có thể mượn tài liệu, mượn video, mượn sách và xài máy tính. Chung là bạn muốn học cái gì thì các bạn cũng có thể vào thư viện Toronto. Thì cái video này rất là ngắn, mình chỉ chia sẻ với các bạn là làm sao mà các bạn có thể học được tiếng Anh và tiếng Pháp ở khu vực Toronto miễn phí nếu mà các bạn có thẻ PR. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi để mà xem những video mình sắp ra nhé. Ok, bye.